Liên quan đến vụ hai tài xế lái xe tông trực diện vào nhau lan truyền trên mạng xã hội vào tối ngày 20 tháng 11, sáng ngày 21 tháng 11, Công an thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hai lái xe trên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn giữa hai lái xe, trong đó có một người là nữ. Trước đó vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 20 tháng 11, tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Hữu Thọ thuộc khu phố 5, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai lái xe, một nam và một nữ. Qua xác minh thông tin ban đầu, công an xác định do có mâu thuẫn từ trước nên khi đi đến ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Linh, chị T đã điều khiển ô tô tông vào đuôi ô tô do anh K điều khiển. Vì bị tông nên anh ca quay đầu xe tông trực diện nhiều lần vào đầu xe chị T. Sau đó cả hai điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Hậu quả hai xe ô tô bị hư hỏng. Bằng biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Bà Rịa đã xác định ô tô biển số 60A86048 do chị T, sinh năm 1992, ngụ tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, điều khiển và ô tô biển số 72A34335 do anh ca, ngụ tại thành phố Bà Rịa điều khiển. Ngay sau đó, công an đã tiến hành bắt giữ cả hai lái xe để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản và tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi phạm tội khác có liên quan. Thưa quý vị, sáng ngày 21 tháng 11, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát 3 cho biết khoảng 10 giờ sáng nay, tàu Cảnh sát biển 4034 Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã đưa 14 ngư dân trên tàu cá BD 98268TS bị nạn vào đất liền an toàn. Vào lúc 23 giờ ngày 20 tháng 11, nhận được mệnh lệnh từ Sở Chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tàu Cảnh sát biển 4034 đã rời bến xuất phát đi đón 14 ngư dân trên tàu cá BD 98268TS về đất liền. Đến 5 giờ 45 phút ngày 21 tháng 11, tàu Cảnh sát biển 4034 đã tiếp nhận tàu cá BD 98268TS tại khu vực biển cách Đông Nam Mũi Vũng Tàu 30 hải lý. Cán bộ chiến sĩ trên tàu đã sử dụng mọi phương án để tiếp cận tàu Brazan do điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió cấp 6 đến cấp 7, biển động. Nếu vào cập mạn tàu Brazan thì sẽ va đập, nguy cơ gây mất an toàn cao. Trước diễn biến phức tạp trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chỉ đạo tàu Cảnh sát biển 4034 sử dụng xuồng công tác tiếp cận và tiến hành đưa 14 ngư dân lên tàu an toàn. Quân y đã tiến hành kiểm tra sức khỏe cho 14 ngư dân. Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã làm các thủ tục bàn giao 14 ngư dân cho gia đình và Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đó, vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 11, tàu cá BD 98268TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Bạn, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Khi tàu đang hoạt động tại vùng biển cách đông bắc đảo Phú Quý, Bình Thuận khoảng 92 hải lý, thì bị phá nước chìm tàu. Trên tàu có 14 lao động. Đến 12 giờ 20 phút ngày 20 tháng 11, tàu Ba Gian hành trình từ Trung Quốc đi Singapore đã vớt được 14 ngư dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra đột xuất các doanh nghiệp kinh doanh casino, trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài trên địa bàn. Trước đó, vào hồi cuối tháng 10, Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công an, Ủy ban nhân dân các tỉnh tăng cường kiểm tra đột xuất các cơ sở này. Qua công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất và thông tin báo chí phản ánh, một số doanh nghiệp kinh doanh casino và trò chơi điện tử có thưởng có sai phạm về đối tượng được phép vào chơi, cho thuê mặt bằng, cho thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định của pháp luật. Lực lượng công an thành phố căn cứ theo chức năng và thẩm quyền được giao, tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã phối hợp cùng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương kiểm tra phát hiện hàng ngàn sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ. Số đồ điện tử trên đã qua sử dụng và chưa qua sử dụng có xuất xứ nước ngoài được phát hiện trong hai container hàng hóa tại ga Sóng Thần, thành phố Dĩ An, Bình Dương, gồm cục nóng lạnh, máy điều hòa các loại, máy giặt, tủ lạnh, quạt máy sử dụng điện, máy lọc không khí các loại và bo mạch chủ dùng cho máy vi tính để bàn. Theo ước tính, tổng trị giá số hàng hóa trên khoảng 7,5 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật. Hiện nay, hiểm họa ma túy mới đã và đang rình rập nhiều thế hệ người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nhiều em đua đòi sử dụng ma túy đã bị nghiện, sống trong tình trạng hoang tưởng gây ảnh hưởng đến tính mạng của bản thân và an toàn của gia đình, xã hội. Cùng Đường Dây Nóng theo dõi những hình ảnh đáng sợ này để nâng cao cảnh giác với hiểm họa chết người, ma túy. Mới ngoài 20 tuổi nhưng thanh niên này đã bị hoang tưởng, sống trong trạng thái hưng phấn dẫn đến loạn thần, tấn công mọi người xung quanh do một thời gian dài sử dụng ma túy thế hệ mới. Sau khi mà sử dụng loại này có những biểu hiện của loạn thần, bệnh nhân thu mình né tránh, ngại giao tiếp, sợ bị người bắt, người hãm hại, rồi bệnh nhân nhìn thấy ma, quỷ, rồi những tiếng nói và đe dọa bệnh nhân. Bệnh nhân thường có những hành vi kích động, rồi đánh người, tấn công mọi người xung quanh. Ma túy thế hệ mới xuất hiện hàng ngày, hàng giờ. Trong khi đó, hệ thống xét nghiệm còn khiêm tốn ở Việt Nam, nhiều kẻ xấu sẽ qua được mặt cơ quan chức năng. Có những chất mất vài tháng mới xét nghiệm ra, chưa kịp đưa vào quy trình để quản lý, xử phạt thì lại xuất hiện chất mới. Điều này gây khó khăn cho cơ quan quản lý, cho cả công tác phát hiện đúng nguyên nhân gây bệnh để có phác đồ điều trị kịp thời. Và chỉ một vòng một cái vài cái phản ứng hóa học, cái xấu đã có thể tạo ra một hóa chất mới rồi. Và các chất mới đều thường chúng ta, thậm chí là các cái labo, những phòng xét nghiệm hàng đầu của chúng ta hiện nay mới xét nghiệm được không phải tất cả, mới chỉ một phần trong số đó thôi. Và trong khi đó là cái xét nghiệm, các cái chất mới nó tạo ra hàng ngày. Và với mỗi một chất mới thì lại phải có một cái thời gian nghiên cứu, xây dựng cái phương pháp xét nghiệm, quy trình xét nghiệm mới. Và mới xét nghiệm ra, may mắn xét nghiệm ra được. Thì trong khi chúng ta đang loay hoay xét nghiệm cái chất cũ thì các chất mới đã được tạo ra. Ma túy thế hệ mới gây ra những bệnh tật cực kỳ phức tạp. Ngộ độc chất gây nghiện sẽ có thể có những biểu hiện từ rối loạn tâm thần, hoang tưởng ảo giác, kích thích vật vã. Và khi đã bị rối loạn tâm thần rồi, thì nó tàn phá một thế hệ, một con người đó, một gia đình đó. Vì bệnh tâm thần là một bệnh nặng, xu hướng tiến triển đến mãn tính. Trong khi đó, các chất kích thần, thời gian mãn hủy rất là dài, 24 tiếng, 48 tiếng. Và có những loại như Temgesic có thể kéo dài đến 96 giờ. Pha trộn ma túy trong thực phẩm, núp bóng dưới nhiều hình thức, trong đó có thuốc lá điện tử để thuận lợi trong giao dịch mua bán, vận chuyển nhằm hạn chế sự kiểm tra, phát hiện của cơ quan chức năng là những thủ đoạn tinh vi ngày càng xuất hiện nhiều. Nếu không ngăn chặn việc lưu hành này sẽ để lại hậu quả khôn lường. Bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 2023 đến nay, dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát tại Quảng Trị, nặng nhất tại huyện Triệu Phong. Theo các ngành chức năng cho biết, đợt này heo chết rất nhanh do virus mạnh. Bên cạnh đó, các nốt xuất huyết trên heo không hiển thị, máu không đông, đặc biệt là nội tạng của heo bị phá hủy hoàn toàn. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều giải pháp để khống chế dịch tả lợn châu Phi lây lan. Xã Triệu Trạch, huyện Triệu Phong là địa phương bị dịch tả lợn châu Phi nhiều thứ hai trong toàn huyện. Hiện xã có 24 hộ nuôi với gần 60 con lợn bị dịch tả lợn châu Phi. Cách đây 10 ngày là nhà tôi có chết một con rồi, nhưng mà trong nhà tôi bốn chuồng bốn con cho nên có cách ly được. Thì tôi cũng phun thuốc, phun vôi đó đàng hoàng nhưng mà vẫn chết. Tiêm phòng đầy đủ rồi, trước đây thú y xã chết đàng hoàng rồi. Toàn tỉnh Quảng Trị hiện có 22 xã, thị trấn, trên 165 hộ nuôi lợn bị dịch tả lợn châu Phi, với trên 750 con lợn bị tiêu hủy ở địa bàn 5 huyện thị xã. Riêng huyện Triệu Phong đã có 16 trên 18 xã bị dịch tả lợn châu Phi, hơn 140 hộ và hơn 700 con lợn bị tiêu hủy. Xã đã chỉ đạo cho các thôn là thống kê ra soát lại số hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã. Hộ lợn nào biểu hiện bị bệnh thì xã chỉ đạo các hộ gia đình là tiến hành cách ly ra. Chỉ đạo các thôn là phối hợp với cán bộ thú y xã tiến hành tốt công tác dập dịch. Được cái nguồn 300 lít của tỉnh là hiện nay là hỗ trợ cho các xã thị trấn vui khoảng độ 10 tấn. Chúng tôi đang tham mưu ủy ban huyện hỗ trợ thêm 300 lít hóa chất và thêm 4 tấn vôi để tiến hành tiêu độc khử trùng. Giai đoạn này, thời tiết nắng mưa thất thường nên nguy cơ dịch tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng là rất cao. Ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng ở Quảng Trị, người dân cũng cần nâng cao ý thức cũng như có phương án xử lý, đặc biệt là vấn đề chăn nuôi theo hướng an toàn, khép kín từ khâu chọn giống đến bảo quản thức ăn. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Đường Dây Nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.